Xin mến chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Địa bàn mình đến hôm nay là Long Tuyền, Bình Thủy, thành phố Cần Thơ để giao lưu. Chúng ta vào bên trong nha các bạn, xin mời. Rồi, chào Lâm ơi. Chào Lâm. Rồi, hôm nay giới thiệu chương trình sao đây em ơi? Hôm nay cũng về 20 cây mai với 5-6 cây trang. Rồi. Mai có, trang có ha. Có, trang có. Rồi, đủ loại mấy anh ơi. Đây là bông số 1. Rồi, số 1 nha mấy anh. Cây này có bông cũng chơi tết luôn nha cô chú. Vừa xây vừa cho anh số điện thoại cái em ơi. Số điện thoại em là 0393758294, số Zalo số đó luôn anh. Bông cũng nhóc, cây này chơi tết được nè. Rồi, em này là có mã số 1 mấy anh ơi. Mã số 1. Số 1. Dán lùa nha. Dán lùa. Vậy là có búp bông về này tết chơi được phải không? Dạ tết chơi là ok luôn. Búp nhóc nè. Ok. Nhóc búp luôn anh. Rồi xây luôn ơi, xây luôn. Này về chỉ việc sửa mình chơi thôi. Tròn vòng luôn. Tại vì luôn. Em không có thời gian em sửa nó thôi. Rồi có thước dây kéo chiều cao giùm anh đi. Trên đầu rễ này ha. Rồi nhiêu đây? 41. Rồi 41 mấy anh ơi. Cao luôn. Nào thử đây. 80 thôi. 80. Rồi 80. Cái cây này là em muốn giao lưu là 4,5 triệu. Em bao phí ship là toàn quốc luôn. Như vậy là mã số 1 có giá 4,500,000. Bao phí ship toàn quốc cho mấy anh luôn mấy anh ơi. Rồi cảm ơn nhiều và phụ đổi và đổi giùm. Rồi số 2 lên. Số 2. Mã số 2, cái này số 3. Số 2. Rồi mấy anh chờ trong giây lát thông cảm giùm. Rồi xin tròn vòng trước em ơi. Xoay luôn. Đây có mã số 2. Mã số 2 nha mấy anh. Dạ, để tai chi đều có, bệ đế đều có luôn. Tai chi đều chọn luôn nè. Rồi, chậm chậm đi em ơi, từ từ. Đây này dạ, em bán giá thì mềm cái em cũng bao phí ship là toàn quốc luôn. Mã số 2 nha mấy anh. Mã số 2. Mã số 2, rồi đo luôn. Đây hoành ở đây, 29. Rồi, 29, rồi chiều cao 122. Chiều cao là 122. Tròn vòng luôn em ơi. Cây này em qua cái ship và toàn quốc luôn. Mã số 2. Mã số 2 mấy anh ơi. Mã giá là 2,2 triệu. Em bao phí ship toàn quốc luôn. 2,200,000. Bệ đế đều có luôn. Bao phí ship cho mấy anh toàn quốc luôn. Tai chi đều tròn. Rồi, số 3 lên. Các anh chờ trong giây lát thông cảm giùm. Số 3 lên. Mã số 3 mấy anh ơi. Số 3. Cái này mã số 3. Tròn vòng luôn em ơi, tròn vòng luôn. Bệ đế đều có, tai chi đều có đầy đủ. Đều tròn. Cái này em bao phí ship là toàn quốc luôn. Như vậy là chương trình của Tâm là bao phí ship toàn quốc luôn nha mấy anh. Của em là cây nào cũng bao phí được toàn quốc hết. Toàn quốc hết. Dạ. Rồi em này nhiêu đây? Này là 35. Rồi 35 mấy anh ơi. Cao luôn. Đây cao nó cho nó 100 đi. Rồi 100 mấy anh ơi. Trăm chẳng. Trăm chẳng. Rồi xây luôn em ơi. Cái cây này có giá 2,2 triệu anh. Rồi mã số 3 có giá 2,200,000. Bao quý ship toàn quốc cho mấy anh luôn. Bệ đế thì có đầy đủ luôn. Tay chân có đầy luôn. 2,2 triệu mấy anh ơi. Mã số 3 có giá là 2,2 triệu. Rồi phụ đổi luôn. Rồi số 4 lên. Chờ trong giây lát mong anh thông cảm. Số 4 lên. Mã số 4. Mã số 4 mấy anh ơi. Bệ đế đều có đầy đủ luôn. Tay cành đều có đầy đủ luôn. Đều tròn.
Đây bệ đế đều có đầy đủ luôn nè anh. Tai chi đều có đầy đủ luôn. Trên này có mã số 4 nha anh. Mã số 4 nha mấy anh. Rồi em đo thông số giùm anh em này đi. Thủ đế đều có luôn. Đây có hoành là 23. Rồi hoành 23, chiều cao của em. Chiều cao của em nó 118. Chiều cao là 118 mấy anh ơi. Cái cây này là em bao phí ship cũng toàn quốc luôn. Cái mã số 4 là có giá 1.500.000. 1.500.000 mấy anh ơi. 1.500.000. Rồi bao phí ship cho mấy anh luôn. Rồi mấy anh chờ trong giây lát phụ đổi chứ mấy anh ơi, thông cảm giùm. Rồi số 5 lên hả? Rồi mong mấy anh thông cảm nha. Rồi số 5 mấy anh ơi. Mã số 5, bệ đế đều có đầy đủ luôn. Tròn vòng luôn. Tay chân đều có đầy đủ luôn. Nhắc lại với các anh là mã số 5. Cái này có mã số 5. Thông số của em nói luôn. Rồi thông số của em luôn. 27 đúng. Rồi 27 đúng mấy anh ơi, cao luôn. Chiều cao của em nó 118. Chiều cao thì 118. Cây này cũng bao phí ship là toàn quốc luôn nha cô chú. Tiếp tục là bao phí ship luôn. Tiếp tục luôn, cây nào cũng bao phí ship hết. Cây này có giá là 2.300.000. Như vậy là mã số 5 có giá 2.300.000 mấy anh ơi. Mã số 5 có giá 2.300.000. Bao phí ship luôn, rồi phụ đổi luôn. Số 6 lên. Rồi mong mấy anh thông cảm, chờ trong giây lát. Số 6. Số 6 mấy anh ơi. Đây cái này mã số 6 luôn. Số 6 luôn. Củ đế nở, bế đệ đều có luôn. Củ đế cái này nở nè, tay chân đều có đầy đủ luôn. Có đầy đủ luôn. Tay cầm đều có đầy đủ hết. Nhắc lại với các anh là mã số 6 nha mấy anh. Số 6. Rồi thông số em số 6 luôn. 23 đúng luôn. Rồi 23 mấy anh ơi, cao luôn. Cao. Cao 127. 127. Dạ. Cái cây này em muốn cái mã số 6 này là có giá 1.500.000. 1.500.000 mã số 6 mấy anh ơi, phí ship. Em bao phí ship toàn quốc luôn. Bao phí ship toàn quốc luôn mấy anh ơi, 1.500.000 nha. Đế đều có đầy đủ kề, củ đế nở luôn nè. Rồi phụ đổi luôn mấy anh ơi. Rồi mấy anh chờ trong giây lát. Rồi số 7. Đây, mã số 7. Mã số 7. Mã số 7. Rồi tròn vòng luôn em ơi, tròn vòng luôn. Bệ đế đều có đầy đủ, tay chân đều có đầy đủ luôn. Nói chung là đầy đủ hết. Đầy đủ hết luôn, không thiếu gì hết. Con cái là bao phí ship luôn. Bao phí ship toàn quốc luôn. Toàn quốc luôn. Cái này nhắc lại là cái mã số 7. Mã số 7 mấy anh ơi. Cái số điện thoại của em là 0393758294, số Zalo em. Rồi, Zalo luôn. Dạ. 27 luôn. Rồi 27 luôn. Cao. Hết thức dây luôn. Hết thức dây luôn. Rồi cho anh vài vòng đi. Cái này bệ đế tay cành được có đầy đủ hết. Cái này em nhắc lại là mã số 7 có giá 1.500.000. Mã số 7 có giá 1.500.000, bao phí ship cho mấy anh luôn. Ship toàn quốc luôn. 1.500.000 rồi phụ đổi mấy anh ơi. Rồi mấy anh chờ trong giây lát, mong anh thông cảm. Rồi số 8 lên. Đây, số 8 đây. Số 8 lên. Bệ đế được có đầy đủ luôn. Tay cành được có đầy đủ luôn. Rồi xoay luôn em ơi. Cái này có mã số 8 anh. Phí ship là bao phải không? Bao phí ship luôn. Bao phí ship luôn. Rồi đo em này luôn. Bệ đế đều có đầy đủ luôn nè. Cái này 23. 23 mấy anh ơi. Chiều cao của em nó nè. 129. Cao thì 129. Rồi xin về vòng. Cây này có giá là 1.300.000 nha cô chú. Mã số 8 có giá 1.300.000. 300.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Bao phí ship luôn. Dạ. Trời Cần Thơ rồi, đã vào lạnh rồi mấy anh ơi. Đây, bao luôn. Mã số 8. Mã số 8. Rồi số 9 lên. Rất đây. Mong anh thông cảm, chờ trong giây lát. Cái
mã số 9 đây. Rồi, số 9 hình như là tứ quý thì phải. Không phải, cây mai vàng mình mà tại nó lên sù da me. À, như vậy là nứt da ha. Nứt da nó lên sù da me đó chứ không phải là tứ quý. Nhìn tưởng tứ quý. Dạ, bệ đế đều có đầy đủ, sù da me. Rồi, xây tròn vòng luôn em ơi, tròn vòng luôn. Bệ đế có đầy đủ, tay cành có đầy đủ luôn. Thêm cái được sù da me nữa nè. Sù da me mấy anh ơi. Mà cái này cái giá nó lại mềm xèo nữa. Ờ à, mềm không? Mềm à. Mềm ha. Dạ. Rồi đó. Để em đo. Rồi, hứa là mềm nha. Hứa là mềm đó. Thì cũng như mấy cái kia thôi chứ đâu có mắc. Nè, nó 27 đúng nè. Rồi 27 đúng. Chiều cao ha. Cao luôn. 125. Rồi, cao điện 125 mấy anh mã ơi. Mã số 9 này có giá có 1 triệu rưỡi à cô chú. Rồi, mã số 9 có giá 1 triệu 500 ngàn mấy anh ơi. Phí ship đều có đầy đủ. Phí ship sao? Phí ship em bao luôn. Rồi, phí ship bao luôn. Dạ. Lên trụ cho me nữa nè nha cô chú. Rồi, 9 xuống 10 lên. 10, 10 mấy anh ơi. Đây, đây có mã số 10. Thông cảm giùm mấy anh ơi. Cái trời này nó nhỏ mà nó hơi mắc một tí. Lý do. Bệ đế đều có đầy đủ, lý do là nó là lên xù. Nè. À có lý do. Dạ lên xù tùm lum trên ngọn cũng có xù luôn nè. Đây nó xù luôn. Xù hết. Rồi em này là có mã số 10 mấy anh ơi. Cái này có mã số 10. Mã số 10. Bệ đế cái này khỏi nói quá đẹp luôn, cái này cực kỳ đẹp, thăng lắc lượng lên xù luôn. Rồi xin nhắc lại cái anh là mã số 10 rồi đó luôn. Cái này mã số 10 có giá hơi căng chút. Nhưng mà cũng không căng mấy đâu. À 20 đúng nè. Rồi 20 mấy anh ơi. 20. Cao. Cao 70. Cao thì 70. Dạ, rồi okay. Xoay luôn. Cái này cũng bao cái ship là toàn quốc luôn. Số 10 giá nhiêu nè? Số 10 này giá 2.500.000. Lý do 2.500.000 là lý do là sao? Có gì? Thì nó có đặc biệt là xù. À vậy là em này có giá xù mấy anh ơi, xù. Đây nè, thấy rõ ràng hết mấy này. Xù. Tới đây vẫn okay. Xù luôn anh. Dạ. Rồi em này số 10 2.500.000 mấy anh ơi. Hai. Rồi phụ đổi luôn. Mã số 10 có 2.500.000. Rồi mấy anh chờ trong giây lát, cảm ơn mấy anh nhiều. Chúc sức khỏe anh, vui vẻ với người thân và gia đình. Bao ship là tất cả mấy cái này là to quá hết luôn. Tiết đây. Trời Cần Thơ xe lạnh nha. Yeah. Rồi ok. Số 11. Rồi 11 mấy anh ơi. 11 bệ đế thì đều có đầy đủ luôn. Xây luôn em ơi, tròn vòng luôn. Bệ đế đều có đầy đủ luôn. Rồi cho thông số luôn nè. Rồi cho thông số em này luôn. Tắt rồi bán mấy này ghẻ ghẻ đầy. Rồi 23 đi. 23. Ok, cảm ơn. Cao. Tính tiền mua sữa cho con rồi. 106. Dạ, nói chung okay. Bán giá phải chăng em ơi, là bà con ủng hộ nhiệt tình thôi chứ không sao. Cái cây này là cái mã số 11, anh có 1.300.000 thôi. 1.300.000 mã số 11 mấy anh ơi. 1.300.000. Rồi phí ship ai lo? Em lo phí ship luôn. Rồi toàn quốc luôn nha mấy anh. Toàn quốc luôn. Rồi ok, phụ đổi luôn. 12 lên. 12 mấy anh ơi. Tay 12 luôn. 12 luôn. Bệ đế đều có đầy đủ, tay cầm đều có đầy đủ luôn. Cụ đế cái này nở luôn nè. Rồi ok, mã số 12 mấy anh ơi. Cái này có mã số 12, bệ đế đầy đủ luôn, tay cầm đầy đủ luôn. Giá thì cũng mềm luôn. Rồi em lấy thông số của em đó. Rồi cho thông số em số 12 đi. Đây 28 nè. Rồi 28 mấy anh ơi. Cao luôn. Chiều cao của em nó lại coi 92. Rồi xoay 92, bệ đế đều có đầy đủ luôn nha. Như cái này nó ghẻ nó lên xù luôn cái gì nè anh ơi. Có xù luôn hả? Không biết nữa, hình như nè hình như thôi. Rồi nói chung là có dấu hiệu đi. Có dấu hiệu đi. Rồi mã số 12 giá nhiêu? Mã số 12 này là có 1 triệu rưỡi thôi. 1.500.000 mấy anh ơi. 500.000 bao cái ship là toàn quốc luôn. Rồi 1.500.000. Rồi mấy anh chờ trong giây lát nha. Mã số 12. Rồi 13. Cây mã số 13 lùng lực. Quái cây. Nguyên củ đế nở luôn. Rồi mã số 13 mấy anh ơi. Cái này hơi quái cây, nó nhỏ mà có vỏ nó hơi mắc một chút. Nhắc lại các anh là đây. Mã số 13 đầy đủ luôn, cái này lùng lực nha anh, hình thú luôn. Rồi ok cây. Cho thông số của em 13 luôn. Dạ để em đo cái củ đế trước đi ha. Rồi củ
đế của nó là 29 đúng nè. Rồi 29. Dạ. Cái đây thì mình đo cái hoành đi ha. Hoành đó của nó 17. Rồi hoành thì 17. Rồi ok. Cao đi. Cao 39. Cao thì 39. Dạ. Rồi xây luôn 13 có giá nhiêu? Cái này có mã số là 13, có giá là 1.800.000. 1.800.000 mã số 13 mấy anh ơi. Ship là toàn quốc luôn. Rồi phụ đổi luôn. Rồi 14 lên. Đây. 14 đây, mã số 14. Mã số 14 anh ơi. Bệ đế đều có đầy đủ, cây này cũng đế nở luôn. Tay chân thì đều tròn luôn. Tròn vòng luôn mấy anh ơi. Bệ đế đều có đầy đủ luôn, em lấy thông số em nói cái. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. 25. Rồi 25 mấy anh ơi, 25. Rồi cao. Cao 112 thôi. 112. Rồi xây luôn, xoay xoay. Hai cành cái này có đầy đủ, bệ đế đều có đầy đủ luôn cô chú. Rồi em 14 này giá là sao đây? 14 này có giá là 1.500.000, em bao phí ship là toàn quốc luôn. 1.500.000 mấy anh ơi, bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi 15 lên. 15. Rồi 15. 15. 15. Rồi tròn vòng em 15 luôn. Cái này hơi mắc một tí. Nó có hơi mới quái để nó nôm nôm ghế đi, chân ghế nó hơi cao. Cũng đẹp cây. Để em lấy cái Rồi cho thông số em 15 luôn. Bệ đế cái này có đầy đủ, tay cành có đầy đủ luôn, lùng lực. 16 mấy? Rồi. 16 thôi. Thôi 16 thôi, 16 thôi. 60 thôi. Rồi 60 thôi. Xoay luôn, xoay luôn. Cây có mã số 15 này là 1.200.000, em bao phí ship vào toàn quốc luôn. 1.200.000 mấy anh ơi, mã số 15 bao phí luôn. Rồi, phụ đổi luôn. 16 luôn. Đây. Rồi, mã số 16. Mã số 16, tai chi đều có đầy đủ. Bệ đế đều có đầy đủ luôn. Đều tròn đẹp luôn. Cây này là em cũng bao ship là toàn quốc luôn. Mã số 16 nha mấy anh. Đây, hoành của em đó đây, 23 đúng. Rồi 23 đúng. Ok. Cao luôn. Cao luôn 87. Cao rồi 87. Rồi xoay cho anh vài vòng đi, xoay. Cây này có giá 1.200.000 anh. 1.200.000 mấy anh ơi. 1.200.000 mã số 16. Giá 1.200.000. Phí ship thì bao luôn. Em bao phí ship luôn. Bao phí ship luôn. Rồi phụ đổi luôn. 17 lên. Mã số 17. Đây, mã số 17. Đây, mã số 17. Mã số 17 mấy anh ơi. Tay chi đều có đầy đủ, củ đế nở, đế đầy đủ luôn. Lùng lực cây. Rồi, đo em này luôn. Nó hơi đông gông tí nha, tại em lu bu không kỳ. Đó, 36 đúng luôn nè. Rồi, 36 đúng luôn. Cao. Cao 62. Cao 62. Rồi, xoay luôn. Cái này là em cũng bao phí ship là toàn quốc luôn. Mã số 17 mấy anh ơi, giá luôn. Mã số 17 giá là 1.500.000, em bao phí ship là toàn quốc luôn. 1.500.000 bao phí ship cho mấy anh luôn. Rồi 18 lên. Mã số 18 mấy anh ơi. Đây, mã số 18 luôn. Mã số 18. Mã số 18, tai chi đều có đầy đủ, củ đế nở luôn. Bệ đế đều có đầy đủ luôn. Mã số 18 nha mấy anh. Tai chi có đầy đủ luôn. Đây em đo của mã số 18 này. Hai mươi ba đúng nè. Rồi 23. Ok, cao. Chiều cao nó 107. Rồi 107. Dạ.
Rồi, cây này cô chú nhìn kỹ nó hơi nu nu, nó hơi nứt da nu nu nè cô chú. Rồi ok. Dạ, bể đế có đầy đủ. Rồi mã số 17 giá luôn em ơi. Mã số 18. 18 chứ. 18 này có giá 1.500.000. Rồi tiếp tục là 1.500.000 18 ở nơi, bao phí ship cho man luôn. Ship toàn quốc luôn. Rồi, phụ đổi luôn. Rồi 19 lên man ơi. Mấy anh thông cảm chờ trong giây lát nha. 19 bệ đế đều có đầy đủ, tai chi đều có đầy đủ luôn. 19 mấy anh ơi. Bệ đế tai chi đều có đầy đủ luôn, củ đế nở luôn. Mã số 19 nha. Dạ, cái này có mã số 19, cái này giá hơi cao hơn mấy cây kia một chút. Lý do? Củ đế nó nở này nó đẹp hơn. À, đẹp hơn ha. Dạ, đẹp có quyền kêu giá cao hả? Có quyền giá cao, cao hơn cũng 100-200 mà chứ không phải là cao quá trời. À, hợp lý phải không? À, cũng đầy 24. Rồi 24. Cao luôn. Cao nó 80. Cao thì 80. Dạ. Cây này nó cây mã số 19 này có giá 1.800.000. Rồi mã số 19 có giá 1.800.000 mấy anh ơi. Kỹ củ đế nở nha cô chú nè. Bệ đế đều có đầy đủ điều tròn hết luôn. Mã số 19 1.800.000. Rồi phụ đổi luôn em ơi. Rồi 19. Rồi tiếp tục em nào. Em nào là em 20. Đây, mã số 19. 19 rồi đó vậy. 19 rồi tới 20. Này 20 đây. Ừ. Mã số 20, mong anh thông cảm chờ trong giây lát nha. Mã số 20. Ghi lộn. Ghi lộn số. Đó còn 2 cây hút luôn. Đây, mã số 20. 20 mấy anh ơi. Tai chi đều có đầy đủ. Bệ đế đều có đầy đủ luôn. Nhắc lại với các anh là mã số 20 nha mấy anh. Cái này quá đẹp rồi. Rồi ok đó. Nhìn quái quái cây nữa nè. 30 đúng. Rồi 30 mấy anh ơi. 30. 70 thôi. Rồi 70. Cây này là em cũng bao phí ship là mã số 20, bao phí ship là toàn quốc nha. Cây này giá hơi cao hơn tí là 1.600.000. 1.600.000 mã số 20. Mã số 20 em bao ship toàn quốc luôn. Rồi mã số 20 mấy anh ơi. Rồi 20. Rồi 21. 21. Mã số 21. Đây mã số 21. Mã số 21 mấy anh ơi. Bệ đế tài chân được có đầy đủ hết luôn. Đó xù da me nha, nó nứt da lên da xù da me, cây này già cây lắm rồi cô chú. Bệ đế đều có đầy đủ nha, đế đẹp luôn. Điều nhắc lại với các anh là mã số 21. Mã số 21 lùng lật cây. Rồi cho em này cái thông số luôn. Thông số luôn. Đây. Thông số là 23. Rồi 23. Cao. Cao nó là 66. 66 luôn. Dạ cây này là có mã số 21 là em bao ship một cũng toàn quốc luôn, là chỉ có 1.500.000 thôi. 1.500.000 mấy anh ơi. Rồi phụ đổi luôn mã số 21. Rồi hết mai anh. Rồi tới gì đây? Hết mai Trang. Trang. Rồi cây Trang số 1 phải không? Dạ cây từ lúc mà hết mai là cây Trang là mình vô cây Trang. Ờ Trang số 1 đi. Rồi ok. Xoay xoay. Xoay luôn. Mã số 1. Mã số 1. Trang đỏ lá nhỏ mã số 1. Trang đỏ lá nhỏ mã số 1. Rồi tròn vòng luôn em ơi, không sao tròn vòng. Một một thân một cốt nha anh. Đế một, thì có hết đầy đủ. Một thân một cốt. Toàn đều tròn rất là đẹp cây luôn anh. Rồi chậm chậm nha. Bông nở rực rỡ luôn. Một cốt cây này rất là đẹp cây. Trang mà kiếm được một cốt này hơi khó anh. Rồi cho anh thông số của em Trang đi. Đo thông số của cây Trang này. Em Trang. Rồi 19 đúng nè. Rồi 19 mấy anh ơi, 19. Đo cái thoát thân luôn ha. Thoát thân nữa là cho 25 thôi. Rồi 25 thôi. Cái chiều cao trước đây. Cao đi. Cao nhiêu? Mét mấy? 89. 89 rộng. Tán ngang ha. Rộng.
rộng nữa nè, 74. Rộng thì 74. Dạ. Cây này em cũng bao phí ship và cây trang mã số 1 mình bao phí ship và toàn quốc luôn nha cô chú. Rồi, mã số 1 này giá nhiêu? Mã số 1 là giá 4.500.000. 4.500.000 mấy anh ơi, trang. Trang nhỏ lá đỏ luôn, đỏ đậm luôn đó, chậm chậm lên em. Quá đẹp luôn nè, bông rất là đẹp màu đỏ đậm luôn. Rồi, phụ đổi luôn. Rồi, số 2 lên mấy anh ơi. Cây số 2. Rồi, số 2. Thông cảm chờ trong giây lát mấy anh ơi. Rồi, số 2. Mã số 2. Đây, mã số 2. Tiếp tục là cây trang nha mấy anh. Số 2. Cây trang, cây này cũng cặp với cây đó luôn, nó tựa tựa thôi. Lá nhỏ bông đỏ đậm. Lá nhỏ bông đỏ đậm luôn, đậm lè, cây bông rất là đẹp luôn nè. Đúng rồi, chậm chậm đi. Quá đẹp luôn. Mà một cốt sàn cũng tròn do nha cô chú. Em đo cốt của em nó rồi. Đế đều có đầy đủ. Trên đầu ghế rồi cô chú. Nhiều. Đây. 19 đúng luôn nè. Rồi 19 đúng luôn. Rồi ok, em cao. Thoát thân trước cái đi cho cô chú nhìn. 38. Rồi 38 cao tổng thể luôn. Cao tổng thể của nó là 90. Rồi cao tổng thể 90. Tán ngang 80. Tán ngang 80. Dạ. Yeah. Cái này có mã số 2 em bao với ship là toàn quốc luôn. Rồi cho giá em số 2 luôn em ơi. Giá số 2 là 4.500.000 bao với toàn quốc. Rồi 4.500.000 cây này luôn mấy anh ơi. Rồi số 3 lên. Rồi số 3. Số 3, số 3, số 3 phôi trang. Đây, số 3. Đây phôi trang này số 3. Rồi em này số 3 mấy anh ơi. Cái này 3 thân. Sống rồi anh, bệ đế đều có đầy đủ nha, sống nè anh, tuột nhóc trơn nè anh. Đây nè. Đâm ra nhóc được nhỏ nhỏ nhóc luôn nè. Đây, đó. Cái này là do em kéo lại em qua quấn cái bầu cây này nó bị tét. Tét ha. Dạ. Không sao, trang cũng dễ. Rồi. Cái này đầy đủ nha anh. Rồi ok, mã số 3 này đo luôn. Đo ông số luôn, đo nguyên cái cụm luôn ha. Cái này hơi có 45. Rồi 45. Cao. Cao 50. Cao 50. Dạ. Rồi số 3 giá luôn. Giá số 3 này là 2.500.000 em bao ship và toàn quốc luôn. 2.500.000 mấy anh ơi. 2.500.000 em bao ship toàn quốc. Rồi phụ đổi luôn. 4 lên. Mã số 4. Đây. Mã số 4 luôn. Số 4 luôn mấy anh ơi. Mã số 4 này rất là đẹp, cây cây màu hồng. Tàn đều tròn luôn. Tràn điều tròn lá nhỏ màu hồng, lá nhỏ tàn điều tròn anh. Vậy là bông màu hồng hả? Dạ đây có bông nè anh. Rồi ok thấy rồi. Rồi bông quá đẹp luôn. Xoay luôn em ơi. Phủ đế cây này nở luôn nha, bệ đế có luôn anh, tàn điều tròn quá đẹp, cây này quá đẹp luôn. Ba thân. Rồi đó bông đó mấy anh, màu đó màu hồng đây. Rồi thấy rồi. Rồi đẹp ok đẹp cây luôn, tàn tròn gió luôn, đặt tàn luôn. Cái này rất đẹp cây. Mã số 4 mấy anh ơi. Cái này có mã số 4, cụ đế cái này nở luôn nha anh. 20 nè cô chú. Rồi 20. 20. Tóc thân nữa ha. Tóc thân là 35. Rồi 35. Cao luôn. Cao nó 115. Cao 115. Rồi rộng luôn. Độ rộng này 116. Rồi. Cái này có giá là 2.800.000 nha anh, em bao phí ship là toàn quốc luôn. 2.800.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi em này là mã số 4 nha mấy anh. Mã số 4. 2.800.000. Rồi đổi luôn. Cái này em mất mắt đóng tiền nữa. Rồi 5 lên. Đây, 5. Số 5. Số 5. Đấy, số 5 này cây này bonsai. Tàn bay. Số 5 tàn bay. Tàn bay đế bệ đều một đống vậy. Cây này quá đẹp luôn anh. Cây này chơi bonsai rất là đẹp.
Bệ đế là quá trời bệ luôn. Số 5 nha mấy anh. Trời, cái này có mã số 5, trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú. Trang đỏ lá nhỏ luôn, số 5. Rồi đo luôn. Đo cái cụm này đi ha. Cụm đi. Cụm nữa là 29 đúng. Rồi 29 đúng. Ok. Đàn bay thôi. 75. Rồi 75. Cái này có mã số 5. Giá luôn. Mã số 5 cây này, giá cây này là 2 triệu 8. 2 triệu 800 ngàn, phí ship làm sao? Phí ship em bao toàn quốc luôn. Rồi, 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 đổi luôn em ơi. Rồi, phụ đổi luôn. Rồi, số 6 lên. Mã số 6. Đây, mã số 6. Cây này sống rất khỏe mạnh nè. Quá trời tuột luôn anh ơi. Mã số 6 mấy anh ơi. Bệ đế cây này ok, đầy đủ luôn. Cái này trang đỏ lá nhỏ nha anh. Trang đỏ lá nhỏ. Dạ. Mã số 6 mấy anh ơi. Mã số 6, cây này có giá là 2 triệu 8 anh. Em bao cái ship là toàn quốc luôn. Em này là giá 2 triệu 800 ngàn. Dạ, để em đo cái thông số. Đo thử rồi. Cho cô chú coi. Đây, 30. Rồi, 30. Rồi, cao luôn. Cao nó 78. Cao rồi 78. Dạ, cây này có mã số 6 là 2 triệu 8 bao ship toàn quốc luôn. 2 triệu 800 ngàn bao phí ship. Dạ, luôn mấy anh ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, phụ đổi luôn. Còn có cây bự ngoài nữa là hết rồi anh. Rồi, cây nào, đi luôn. Mã số 7 đây nè. Đi, 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 đi. Mã số 7 ngoài cửa anh. Đây. Đỏ lá nhỏ luôn anh. Trang đỏ lá nhỏ. Dạ, cây này chưa sửa sang gì chân. Cây này là bàn trà bá mệnh luôn. Điều cũng tròn cây. Bệ đế khỏi nấu một trống vậy. Cây này có khoảng em cũng có 4 5 người ôm nha. Tàn quá. 4 5 người ôm. Dạ, tàn này có 4 5 người ôm nè. Ví dụ cao hơn em này nha. Cao nhiêu? Cao để em thạo thử rồi. Hết thước dây cỡ chừng 78 gì đó. À. Tới 4 đến 5 người ôm nha mấy anh, lá nhỏ, bông đỏ, chưa sửa luôn. Bệ đế một đống, cây này quá, bệ quá trời luôn, đều tròn luôn. Đẹp cây, em tại cây này không môi đế ra, môi ra sợ cây nó héo. Rồi bây giờ em đo thử rồi. Bệ đế quá luôn, quá trời bệ luôn. Đo nguyên cũ trước ha. Rồi nguyên cũ luôn, nhiều. Rồi 60, nguyên cũ 60. Nguyên cũ 60, em đo hảo hảo cái thân của nó nha. Thân 1 là hảo hảo thử rồi. Nó 16. Rồi 16. Cây này mình không thích chơi tàn ghim đó, thì mình về mình cắt cây này bonsai dán lùa. Cây này rất là đẹp luôn. Bệ đế quá trời bự luôn nè, nguyên cái bầu. Ôm thử rồi. Em bơm không giáp luôn à. Nè. Bự lắm. Qua anh đang quay là bên đây bệ đế đầy đủ luôn nè anh Hoàng. Đầy đủ luôn. Cao thì khỏi nói, cao thì cái này đàn kim quá đẹp luôn anh. À. Rồi em này là mã số cuối cùng, giá nhiêu em ơi? Mã số cuối cùng. Cao rồi. Có giá là 15 triệu. Em 10 ship là toàn quốc luôn. Rồi 15 triệu bao phí ship luôn mấy anh ơi, 15 triệu. Đây 13 em cũng bao ship toàn quốc. Em này là 13 triệu đây hả? Dạ. 13 triệu tàn đều tròn nha, cỡ 4 người ôm nha anh. Cây này 13 triệu nè mấy anh. Tàn đặc sệt luôn. Để em đo phủ đế hậu hạo cho cô chú con. Em này 13 triệu. Dạ, có cô chú nào thích hai cây này liên hệ với em. Làm cặp luôn. Một cặp luôn, em bao ship toàn quốc luôn. Đây em đo cái cũ trước cho cô chú coi ha. 41. Rồi 41. Cao cây này là cũng hết thước dây luôn. Hết thước dây luôn. Đây, hảo hảo cái tàn 4 người ôm à. 4 người ôm luôn. Dạ, tàn thật tết luôn anh. Cây này vừa chơi tết rồi. Cây này giá nhiêu? 13 triệu. Em này là 13 triệu. Em bao cái ship vào toàn quốc luôn. Em này là 13 triệu. Rồi em bên kia là nhiêu? 15 triệu. Em bên kia là 15 triệu. Em này 15 triệu.
nắng nói không nắng dữ lắm. Rồi rồi đã cuối video đó mấy anh ơi. Cuối video anh chào cô chú và hẹn gặp lại cô chú trong video lần sau. Rồi ok. Rất mong cô chú ủng hộ em. Như vậy là em này là 15 phải không? Dạ. Em này là giá 15 triệu nha mấy anh. Luôn. Rồi em này có giá 15 triệu đây. Rồi. Em bên kia là 13 hả? 13. Đó, em này là 13 triệu nè mấy anh. Rồi em này là 13 triệu, bao với ship toàn quốc luôn. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại.